Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Hôm nay chị sẽ mở cho các em một hộp đồ chơi rất là đặc biệt đây. Wow, đây chính là bộ đồ chơi xe dã ngoại cắm trại của gia đình Hèo Peppa Pig. Ở bên ngoài chúng ta thấy có một cái xe rất là đẹp ha. Và chị sẽ mở ngay ra luôn nè. Chúng ta có nguyên một cái xe buýt như thế này. Rất là đẹp nha. Và ngoài ra còn có thêm một bộ heo gia đình Heo với Peppa Pig 4 con, cùng kèm theo các vật dụng như vậy. Nào chúng ta sẽ mở từng thứ ra nhé. Đầu tiên là chiếc xe. Rất xinh luôn. Một chiếc xe buýt nè. Đây là mặt trước. Xe có thể mở ra được nha. Để chị giới thiệu bên ngoài trước nhé. Đây, mặt trước của chiếc xe. Rồi, đây là mặt bên hông. Đây là phía sau. Với tên gọi là xe cắm trại Hèo Peppa Pig thì xe này được thiết kế y như một cái xe cắm trại và có đầy đủ các dụng cụ nè. Wow, bên trong rất là đẹp ha. Và đặc biệt nha, các em ở phía trên này, mở lên. Ta da, vậy là chúng ta đã có một cái xe ở bên trong với đầy đủ tiện nghi. Đây là có cả bếp, tủ sách nè. Đó. Rồi, có cả ghế sofa nằm. Còn trên này là hai ghế dành cho bác tài. Quá đẹp ha. Tiếp theo đây là hãy cùng gặp gỡ với nhân vật của gia đình Hèo Peppa Pig. Chúng ta có bốn nhân vật. Đây chính là heo mẹ. Rất dễ thương. Và heo mẹ của chúng ta đang mặc váy màu cam. Tiếp theo, đây chính là nhân vật heo bố. Heo bố có rất là nhiều râu ở trên mặt và heo bố đang mặc áo màu xanh. Còn đây là nhân vật heo chị, mặc váy màu đỏ. Và cuối cùng là nhân vật heo em. Song song đó là một bộ rất là nhiều dụng cụ luôn các em ơi. Và chị Kim Dinh sẽ cho các nhân vật heo đứng ra phía sau nhé. Wow. Để xem chúng ta có gì đây. Đây chắc hẳn là cái dù nè. Đúng luôn. Một cái dù. Để ở đây nhé. Còn đây là một cái bàn tròn. Đây là quầy. Một cái kệ đựng. Chúng ta sẽ đựng các vật dụng lên đây. Bàn rồi thì phải có ghế. Tiếp theo chúng ta có những cái ghế dựa bốn chân như thế này và có phần dựa phía sau. À, chúng ta chỉ có ba ghế thôi nhé, không phải bốn ghế. Chị Chim Xinh sẽ cho cái bàn này nó lui ra đây một chút xíu nha. Ngoài ra còn có một cái bảng menu để chúng ta sẽ giới thiệu với thực khách về các món ăn. Heo bố chị sẽ cho vô trong xe ngồi. Hay là ngồi ở đây?
heo bố thì trẻ sẽ cho ngồi trong xe nha. Còn heo mẹ ở đây, hai em heo con thì cho ngồi ở trên ghế. Ngoài ra chúng ta còn có một cái máy tính tiền như thế này. Chưa hết đâu, trong bộ đồ chơi này còn rất là nhiều thứ nữa nha. Wow, chị sẽ giới thiệu lần lượt từng món nhé. Đầu tiên, đây là một chai thức ăn, dạng một chai nước ép hoa quả đó. Thêm một chai nữa là chúng ta đã có hai chai. Và chị sẽ đặt lên trên bàn tính tiền này nhé. Tiếp theo chúng ta có một cái rổ đựng như thế này. Rổ đựng này còn có quay cầm nha. Vì đây là xe buýt cắm trại cho nên là sẽ có cái rổ đựng để chúng ta sẽ mang thức ăn theo cho gia đình heo. Một cái ca rất là to dùng để đựng nước. Đã có ca rồi thì chắc chắn phải có ly. Và đây là những cái ly rất là dễ thương, màu tím xinh xinh. Chị sẽ đặt lên bàn nhé. Tổng cộng chúng ta có đến 3 cái ly. Tiếp theo là một cái sừng hấp bánh bao rất là ngon với những cái bánh bao màu trắng. Chị sẽ bỏ cái này vào trong bếp của xe buýt. Rồi một đĩa thức ăn với rất nhiều xiên que nướng như xúc xích, rau củ. Còn đây là một đĩa thức ăn với tôm và cua khá là ngon. Ngoài ra chúng ta còn có một đĩa cá, con cá màu xanh nè. Chúng ta sẽ bỏ thức ăn vào trong đây nhé. Rồi khi nào khách gọi thì sẽ mang ra. Nắp của cái ca uống nước. Để ăn thì tất nhiên là phải có chén bát rồi đúng không? Thì trong bộ đồ chơi này có những cái bát nhỏ nhỏ rất là xinh màu trắng như thế này. Chị sẽ đựng vào trong rổ nha. Thêm một chai nước nữa. Và chai nước này có hình quả lê. Ngoài ra trong bộ đồ chơi này còn kèm theo các dụng cụ: xẻng, dao, nĩa và muỗng, phục vụ cho việc ăn uống cũng như là nấu bếp. Một cái kẹp gấp nhỏ nhỏ nữa. Wow, rất là tuyệt ha. Chúng ta đã có nguyên một bộ đồ chơi xe cắm trại của gia đình heo Peppa Pig với rất là nhiều món. Và bạn nhỏ nào muốn mua bộ đồ chơi này, hãy gọi điện thoại tới số 0979 086789 nha. Rất là tuyệt luôn, đầy đủ để cho chúng ta sẽ chơi cùng với những nhân vật heo Peppa Pig. Vừa có thể chơi trò chơi đi cắm trại dã ngoại, vừa có thể chơi trò chơi nấu ăn.
bán thức ăn luôn nè. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video của chị Chim Xinh nhé. Nếu yêu thích video thì hãy like video ủng hộ cho chị với nha. Và đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel. Còn bây giờ chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau nhé.